Nhìn con nước ngoài sông ta chạnh lòng bao niềm nhớ, cơn gió khẽ lay cành cũng xao động cả tâm tư. Bởi quê hương luôn là chốn tìm về, là liều thuốc chữa lành bao vết thương trong cuộc sống. Dạ, em xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 rồi. Em mến chúc các chị gái, các em gái, các cô, các mẹ, các dì, những người phụ nữ của Việt Nam thì hôm nay sẽ được nhiều quà, nhiều lời khen và vui vẻ và xin tươi mãi nha. Cả nhà mình thấy đây là chùa nghệ sĩ ha cả nhà. Chùa nghệ sĩ do người sáng lập ra là nghệ sĩ nhân dân Phùng Há ha, được phân loại là một di tích kiến trúc nghệ thuật. Nó nằm trên đường thống nhất của quận Gò Vấp của chú anh chị và tẻ vào rất là nhiều đường nhánh có thể đi vào được chùa nghệ sĩ. Thì hôm nay em muốn chia sẻ đến quý bà con cô bác cô chú anh chị mình một cái thông tin rất là đặc biệt. Đây cả nhà thấy đây là những ngôi mộ bên trong của chùa nghệ sĩ. Phía xa xa là cả nhà còn thấy ha, đó là ngôi mộ của một diễn viên, nam diễn viên rất là đẹp trai, rất là điển trai. Dạ, đó là diễn viên Lê Công Tuấn Anh đó quý cô chú anh chị và các bạn. Sự nghiệp của anh thì anh bắt đầu khởi đầu với đoàn kịch nói Kim Cương và các vai diễn điện ảnh. Sau khi ra trường, Lê Công Tuấn Anh trở thành một thợ hàn chuyên nghiệp nè. Tuy nhiên anh vẫn tham gia vào các phong trào văn hóa nghệ thuật tại nhà văn hóa quận 3. Thời điểm đó anh đang phụ trách xây dựng phong trào quần chúng tại nhà thi đấu, đã phát hiện ra năng khiếu diễn xuất của Lê Công Tuấn Anh và khuyến khích anh đi đóng kịch nói. Khi Lê Công Tuấn Anh lên được 18-19 tuổi thì anh cùng với bạn gái là tên là Hồng Điệp đến đoàn kịch nói Kim Cương để xin thử vai vai diễn ha. Vì số lượng thí sinh dự thi lên đến hơn 400 người, nhưng tiêu chuẩn chọn chỉ có 10 người nên anh ta đã không dám đi dự thi mà chỉ hỗ trợ tinh thần cho bạn gái. Nhận lời làm phụ diễn trong lúc Hồng Điệp đang chuẩn bị tiết mục thì nghệ sĩ Kim Cương vô tình thấy Lê Công Tuấn Anh lấp ló ở hậu đài sân khấu và nhận ra tiềm năng của anh. Cả Lê Công Tuấn Anh và bạn gái cũng được nhận vào đoàn diễn sau đó. Sau khi được nhận vào đoàn, Lê Công Tuấn Anh chủ yếu làm đảm nhận các vai quần chúng, vai phụ trong những vở kịch như Hoàng Tử và Con Gái Lão Chân Cừu, Vực Thẳm Chiều Cao, Trà Hoa Nữ, nhờ vai diễn trong hai vở kịch gây tiếng vang và đó là Nhân Danh Công Lý và Lôi Vũ. Lê Công Tuấn Anh đã được các nhà làm phim chú ý sau khi rời khỏi đoàn. Lê Công Tuấn Anh sớm vào vai diễn nhỏ đầu tay trong bộ phim điện ảnh 4 tập năm 1989 Tiềm Vàng của đạo diễn Lê Xuân Hoàng, được coi là dạng phim đầu tiên của video thể nghiệm. Nhưng thời điểm này anh vẫn chưa gây được sự chú ý. Dù vậy, trong thời gian sản xuất bộ phim đầu tay, anh đã kết thân huynh đệ với 5 người trong đoàn phim gồm đạo diễn Lê Xuân Hoàng, đạo diễn Trọng Hải, quay phim Lâm Thế Thành và diễn viên Phạm Thành Công. Sau đó Lê Công Tuấn Anh đảm nhận một vai nhỏ trong bộ phim Phạm Công Cúc Hoa ra mắt vào cùng năm. Vì cho rằng bản thân không hợp với điện ảnh, sau đó đóng được vài bộ phim, Lê Công Tuấn Anh đã xin trở lại đoàn kịch của Kim Cương. Từ năm 1990 đến năm 1996 thì Lê Công Tuấn Anh thành công với Vị Đắng Tình Yêu và các vai diễn sau đó. Khoảng một năm sau thì Lê Công Tuấn Anh lúc này đã 23 tuổi rồi, bất ngờ nhận được một lời mời đóng vai bác sĩ trong bộ phim Vị Đắng Tình Yêu của đạo diễn Lê Xuân Hoàng. Vai diễn này cũng viết riêng cho anh. Lần này Lê Công Tuấn Anh đã xin phép rời đoàn kịch một lần nữa để thực hiện bộ phim. Sau khi công chiếu lần đầu vào năm 1990, bộ phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé của khắp cả nước, trở thành phim có doanh thu cao nhất ở thập niên năm 1990, đồng thời được đánh giá là tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam. Tuy là một bộ phim thuộc dòng phim giống như là Mì Ăn Liền, Vị Đắng Tình Yêu vẫn nhận được về những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và đem về cho đoàn làm phim nhiều giải thưởng nghệ thuật đánh giá. Vai diễn của Lê Công Tuấn Anh đã được coi là bước ngoặt trong sự nghiệp của anh, cùng với bạn diễn như người mẫu Thủy Tiên trở thành hiện tượng đặc biệt trong phim ảnh nước nhà. Anh cũng đạt giải nam diễn viên xuất sắc các hạng mục phim nhựa, sau đó liên hoan phim Việt Nam lần thứ 10 năm 1993 nhờ vai diễn trong phim. Sau sự thành công của bộ phim thì Lê Công Tuấn Anh đã trở thành một thần tượng của giới trẻ và là đối tượng săn đón của nhiều hãng phim trong nước lẫn hãng phim của nhà nước lẫn tư nhân ha. Giống như các diễn viên phim miệng liền khác,
cùng thời như là Lý Hùng, Diễm Hương, Y Phụng. Lê Công Tuấn Anh cũng được liệt vào hàng ngũ sao lúc bấy giờ. Trung bình một năm Lê Công Tuấn Anh đóng hơn 20 bộ phim, nhiều khi anh phải thức trắng đêm để hoàn thành các vai diễn của mình trong 4 ngày thậm chí 2 ngày, chưa kể những kịch bản phải từ chối vì quá bận rộn. Chỉ trong chưa đầy 10 năm với vai trò là diễn viên điện ảnh, Lê Công Tuấn Anh đã đóng hơn 60 bộ phim cả hai miền Nam và Bắc, trở thành diễn viên nổi tiếng nhất của điện ảnh thập niên năm 1990. Anh cũng nhận giải diễn viên được yêu thích nhất tại giải bình chọn văn nghệ sĩ yêu thích nhất trong suốt 3 năm liền, năm 1993 đến năm 1995. Ngoài ra, Lê Công Tuấn Anh còn được biết đến các vai chính trong Vĩnh Biệt Mùa Hè, Anh Chỉ Có Một Mình Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên và nhiều cái vở diễn khác nữa quý cô chú anh chị. Nhờ vai diễn trong đó mà Lê Công Tuấn Anh đã tạo ra một cái cú đúp khi giành được cái giải là Bông Sen Vàng cỡ hai hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc và cả hai phim nhựa lẫn phim video. Cùng với Vị Đắng Tình Yêu thì năm 1995 Lê Công Tuấn Anh trong cái vai chính bộ phim Mặt Trời Đêm vào vai một thanh niên trẻ bị mắc căn bệnh AIDS. Vai diễn này sau đó đã đem về cho anh giải nam diễn viên chính được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng tổ chức lần đầu tiên cùng năm. Nói cô chú anh chị, đó là những cái dấu ấn và cũng như là cái cột mốc của nam diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Và anh đã mất, được an táng tại chùa nghệ sĩ. Thì hôm nay cũng là cái dịp để mình tưởng nhớ lại là cái ngày mất của anh. Hôm nay là đám giỗ của anh ha, đám giỗ của diễn viên Lê Công Tuấn Anh. Quý bà con, cô chú, anh chị mình có gần chùa nghệ sĩ thì mình đến đây thắp, nếu mà yêu thương anh thì thắp cho anh một nén hương hay cả nhà. Trên màn hình cả nhà mình thấy đây là người nhà, người bạn cũng như là những người anh, người chị trong nghề đến đây là một cái tổ chức, một cái buổi lễ gọi là tưởng nhớ ngày giỗ của anh để cho ấm cúng hơn. Thì cũng có một vài mâm nhỏ nhỏ như thế này để coi như là nguyện cầu cho anh sớm được vãng sanh, được siêu thoát về cõi an lành, cõi tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Cũng ở trong chùa nghệ sĩ thôi cả nhà, không xa đâu ha. Trong chùa nghệ sĩ thì có rất là nhiều cô chú lớn tuổi ở được an táng ở trong đây, cũng như là bác Minh Phụng nè, ông nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn nè, Lê Vũ Cầu nè, bác Tấn Tài nè, đó, hoặc là những cái ba, nghe nói là nghệ sĩ Đức Lợi là ba của chị Bình Tinh nè, cũng ở trong đây cô chú anh chị, và nhiều nghệ sĩ khác nữa và nổi tiếng, gọi là những người nghệ sĩ gạo cội đó cả nhà, đã cũng nằm ở trong chùa nghệ sĩ rất là nhiều. Em xin chia sẻ một chút xíu về những thông tin để bà con cô bác mình có thể biết được thông tin và nắm bắt được tình hình ha. Và bây giờ thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý bà con cô bác, cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo của em. Có thông tin gì mới em xin chia sẻ sau ha cả nhà. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo của em ạ. Cảm ơn cả nhà. Một lần nữa mến chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như là trong công việc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.